Hello, hello các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2020. Thì mình với bảy mình lại tiếp tục đóng thùng các cây bông trang để gửi cho khách. Thì bây giờ trước mắt các bạn đây là những kiện cây mình đã vô bầu, vô bọc và cuộn lại hết. Hai cây bông trang cẩm thạch. Cây này có hoa rồi nha các bạn. Mình vừa để hai cây bông trang cẩm thạch đã ra hoa vào cho chú Nhất ở Hà Nam. Bây giờ mình đóng thùng cái hai cây này lại gửi cho chú. Đây là cái đơn của chú. Rồi mình để vô đây. Rồi mình sẽ đóng lại và dán băng keo và đem xuống bưu điện giao cho bưu tá và gửi đi. Đây đi Hà Nam thì trong tình hình hổm rày, xe khách đồ ít đi á các bạn, thì xe bưu điện đi cũng nhanh lắm, tại vì xe khách ít đi, thành ra còn xe bưu điện chạy à, cho nên ít kẹt xe và hàng đi rất là mau. Vậy mình hôm trước mình gửi đi Thừa Thiên Huế mà trong vòng 3 ngày là tới à, chứ bình thường thì cũng mất 4 ngày 5 ngày bình quân là như vậy, còn mấy ngày này xe ít thành ra hàng đi rất là mau. Rồi mình sẽ đóng để xuống cho bưu tá đến nhận. Để trong thùng như vậy rất là đảm bảo không bị gãy cây, dù xe chạy có sốc mấy thì mình cũng để rất là chắc chắn và kiên cố.